Yeah, same record lại. Ok. Mọi người thấy slide của em rồi không? Thấy rồi Tuyết nhé, thấy thấy rõ rồi. Trước tiên thì chắc trước khi bắt đầu thì mình có thể hỏi Tuyết sơ giải thích cho mọi người một chút về cái sự cố của Solana vừa rồi được không nhỉ? Khi mấy ngày trước thì Solana có một cái hiện tượng, đó là khi mà cái transaction processing queue nó bị quá tải đúng không? Nó bị flood với rất nhiều Đúng rồi. transaction. Thì Tuyết có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái sự cố về implementation của Solana không? Cái đấy thì nó có liên quan đến cái blockchain mà em chia sẻ, mình chia sẻ với mọi người. Thì là bình thường là client sẽ gửi transaction qua cái gossip network của họ đến cái đến đến người đến leader tiếp theo ấy. Thì qua cái gossip network này sẽ thông qua một vài vài data, đúng không? Mọi người nhớ là cái có một cái vấn đề security mà mình discuss lần trước, là nếu mà những người trên trên cái đường truyền này bị attack chẳng hạn ấy, thì transaction nó sẽ bị block luôn, sẽ không, cả cái network sẽ không process được transaction luôn. Thì đấy cũng liên quan đến một phần lý do cái outage của Solana về cái đấy, mà không phải là liên quan đến attack đâu, mà vấn đề là những cái validator này họ sẽ forward transaction đến next leader, thì cái forward queue của họ ấy thì là họ không được implemented in a way, không được implement một cách cẩn thận đi, thì cái queue của họ có quá nhiều transaction đi, cái hình như là khoảng 400.000 transaction thì quá nhiều, cái queue là của overload cái queue đấy, cái đấy nó dẫn đến excessive memory exhaustion ấy, thì nó là làm mấy cái validator sẽ là crash luôn, là go offline, mấy cái validator sẽ go offline, thì transaction là bị block luôn. Thì nó thực sự là liên quan đến, cũng có liên quan đến cái security concern mà mình discuss lần trước ấy, thì cũng mà cũng liên quan đến cái vấn đề mà họ implement cái blockchain này, thì vẫn họ vẫn đang trong quá trình implement, họ cũng họ biết cái vấn đề này, họ họ, họ có fix và đang trong quá trình fix, nhưng mà họ vẫn chưa ra cái bản upgrade, thì sau cái lần đấy họ đã đưa ra cái bản upgrade stable version vào, mọi người đã restart lại từ cái upstate đấy. Thì em cơ bản là tại vì họ bình thường họ họ làm thôi, trong trong cái mind của họ là họ sẽ họ process được là 50.000 transaction đi, thì họ không expect cái trường hợp mà đến 400.000 transaction mà dẫn đến việc overload như vậy. Thì đó đó là lý do của cái chết đấy. Như vậy là vấn đề chính là cái vấn đề implementation về quản lý bộ nhớ với cả quản lý Vâng thì cái queue thôi, viết tiếp hạn. và thì trong cái implementation cũng khá là nhiều vấn đề phức tạp ấy, chứ Có không chỉ phải là đơn đó là giản một đơn lý giản. do mà Solana họ tại hiện tại họ vẫn để là bản beta? Và họ xin mọi người thử nên để em, họ vẫn có xem mọi người có thể nhìn thấy là cái ở đây là tất cả issues của họ này, có cái let's see, em search cái có một cái milestone là để không nhìn nghĩ họ có tag này, là cái này ấy, thì họ vẫn có đang rất nhiều nhiều open issues mà họ vẫn để đây, đây là public của họ, đây là public GitHub của họ, thì họ vẫn đang có nhiều nhiều việc để làm ấy, chứ là họ vẫn chưa hoàn thiện đâu. Cái vấn đề mà bị áo thiện trước họ họ có đang fix đấy, trong quá trình fix nhưng mà họ vẫn chưa hoàn thành, họ chưa upgrade thôi. Thì đó thì mọi người có thể lên cái GitHub này, cần nhìn rất nhiều vấn đề và họ vẫn đang trong quá trình fix, có thể có đến 300 gần 250 vấn đề, và họ close được 300 hơn 300 rồi này. Đó. Đúng rồi. Như vậy là do cái số lượng transaction nó phát sinh quá lớn đúng không? Nhiều khi cũng không thể là Vâng, dự em tính nghĩ trước được. là
là lúc đầu mà họ bắt đầu cái project này, họ implement cái họ implement Sona ấy, thì mình nghĩ là họ họ chỉ expect là 50.000 thôi, chứ họ không expect là 400.000, không, họ không expect cái vấn đề overflow như vậy. Thì họ, nếu họ có thể project được 50.000 là top rồi đúng không? Họ không nghĩ là đến 400.000, nên nên họ chỉ làm ở mức đấy thôi, mà họ chưa nghĩ đến cái future. Thì họ có future plan, nhưng mà họ chưa hoàn thiện, nên lý do họ có bảo là bản beta của họ đã. Ok, cảm ơn rất rất là nhiều về chia sẻ về vấn đề về sự cố của Solana. Rồi bây giờ nhiều mic lại cho Tiết nhé. Hơi chậm thì hôm nay mình thì buổi trước mình có chia sẻ về tổng quan kiến trúc của Solana ấy. Mà nếu bạn nào có câu hỏi thì cứ nhắn trên chatbox nhá, hay là hỏi thẳng thì cũng được. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ về programming model của Solana ấy. Thì programming model này thực ra là mới, và nó mới mới và cũng nghĩ là cũng không phải là quá mức phức tạp. Quốc cái hay của nó và nó khác so với cái Solidity model, programming model trên trên thị trường ấy. Thì mình sẽ chia sẻ về cái flow của cái smart contract trên Solana. Thì với Solana thì họ không gọi là smart contract đâu, họ gọi là program gì. Thì cái này rất là general, là program, có thể bạn có thể viết bất cứ cái gì trên program của bạn này, và bạn có thể deploy program của bạn này. Thì cái program model nữa, gồm transaction thế nào này, account của họ được design như thế nào này, với cả một vài chia sẻ về một vài native programs của Solana. Và việc gọi giữa các program với nhau, với cả một cái advanced topic Solana gọi là cái program design addresses này, thì cái này cũng rất hay. Và cuối cùng mình sẽ chia sẻ một một example về việc sử dụng cái account với cả cái program design addresses của họ nhé. Rồi thì mình có cái bức tranh này tổng quan là cái flow của cái program nhá. Thì đơn giản lắm, thì bạn có thể tưởng tượng là bạn viết như trên viết trên sốc viết một cái software ấy. Bạn viết software xong rồi bạn deploy cái software đấy này, thì khi mà cái program của bạn đã được deploy trên cái blockchain rồi, thì bạn có thể bạn là người dùng có thể gọi một bất cứ function nào của cái program đấy chẳng hạn. Thì ví dụ cái program này là program, thật sự mình đang gọi cái token program của họ đi, thì cái token program này được deploy nhé. Token program có một vài cái function, thì trên đây thực ra có nhiều function hơn, nhưng mà mình chỉ ví dụ một vài cái như là create token này, create account này, create multi sign hoặc authorize này. Thì bạn chính là người chọn cái bạn specify, bạn chỉ là cái function nào bạn muốn này, cái instruction của bạn ấy, bạn muốn cái dùng cái function nào này, thì bạn sẽ declare cái đấy này, thì bạn sẽ tạo ra, bạn sẽ tạo ra cái instruction đi. Tí nữa mình sẽ giới thiệu về cái structure của cái instruction như nào nhé. Thì bạn sẽ chính bạn người tạo ra instruction này, rồi bạn sẽ bỏ tất cả cái instruction của bạn vào một cái transaction. Thì cái transaction này chỉ là set up instruction thôi. Cái instruction này thì bạn sẽ specify cái chỉ ra cái program nào mà bạn muốn gọi này, bạn ấy chỉ ra cái account nào mà bạn muốn dùng này, và bạn sẽ send cái data along với cả cái transaction đấy. Bạn sẽ gửi bạn sẽ tạo cái transaction đấy và sẽ ký cái transaction đấy, bạn sẽ sign cái transaction đấy dùng cái private key của bạn ấy. Thì khi bạn sign cái transaction rồi, rồi bạn làm xong hết mọi thứ rồi, thì bạn sẽ send cái transaction đấy tới cái neighbor validator của bạn. Thì nếu mà cái validator đấy là leader thì họ sẽ process luôn cái transaction của bạn. Nếu mà cái validator mà nhận được cái transaction của bạn ấy không phải là leader, thì họ sẽ forward cái transaction của bạn đến next leader. Vì cái mình như hôm trước mình có giới thiệu là cái leader schedule là known, tức là ai cũng biết là next leader là ai. Thì cái người leader mà nhận được transaction của bạn sẽ forward đến cái người next leader đấy. Thế là đấy là cơ chế như vậy. Thì
Thực ra là cũng rất là đơn giản thôi đúng không? Phần mọi người hiểu được cái cơ chế, cái flow của cái này nó không, về bệnh bạn có thể nhìn thấy là một program ấy thì bạn có thể có một vài transaction này, cái một vài cái functions này, và không chỉ có một người có thể code cái function này đâu, mà có thể rất nhiều người code the same function. Đấy là lý do mà Solana có thể là thực hiện tính toán song song đấy. Tức là một cái instruction mà có thể họ chỉ cần process một transaction thôi, nhưng mà với rất nhiều input khác nhau ấy, thì đấy cũng là lý do mà họ cũng có cái thu hút là 50.000 đây, vì họ cũng làm parallel theo kiểu đấy đó. Một transaction same instruction but with a lot of different inputs, đây là parallel theo cái kiểu, thực ra mình không nhớ đây là cái tên của cái dạng parallel đấy, nhưng mà đấy là một trong những dạng tính toán song song ạ. Thì đây là một cái structure của một cái transaction nhé. Bạn có thể nhìn thấy transaction rất là đơn giản này, thì chỉ có signature đúng không, với cả cái message này. Thì signature là bạn dùng cái private key của bạn để ký, và cái thuật toán và cái signing routine mà họ dùng là gọi là add to Persona. Thì đấy là deterministic signing algorithm, tức là bạn sẽ same same nhá, same message, bạn sẽ luôn luôn có same signature, deterministic signing algorithm nhá. Và cái add to Persona thì cũng rất là hay, để là nó gây guarantee strong strong là strong strong signature đấy, tại vì randomized signature có một vài vấn đề. Randomized signature thì họ chọn cái add to này thì cũng là, tức là đúng luôn, mình nghĩ là đúng đó. Thì cái message structure của họ thì bạn có thể nhìn thấy có có bốn cái fields này đây, có header này, message header này, mấy cái quan trọng nữa là cái account keys này, là cái public key đó. Khi bạn ký đúng không? Vì bình thường khi bạn ký cái transaction thì bạn sẽ dùng private key của bạn để ký, nhưng mà bạn cũng cần phải cung cấp cho mọi người cách để người ta verify cái chữ ký của bạn. Thì public key là tất cả các public keys, public key của bạn ấy, thì bình thường khi bạn sign bạn dùng private key, khi bạn verify thì bạn dùng public key, bạn verify thì đây là họ bạn phải input vào cái public key để cho mọi người có thể verify. Thứ hai là reason, block hash là cái reason, là cái hash của cái block, cái header của cái chain là bạn nhìn thấy, bạn sẽ commit cho cái đấy, bạn sẽ gắn cái đấy vào cái chain để hạn chế cái việc mà bạn có thể gắn cái transaction này vào bất kỳ cái fork nào ở trên ấy, bạn chỉ chọn một cái thôi. Cuối cùng là cái instruction đây. Instruction thì có ba fields đơn giản là program ID đúng không? Bạn phải chỉ ra cái program nào mà bạn bạn muốn gọi này. Tiếp theo là bạn phải phải chỉ ra list của account mà bạn muốn dùng để thực hiện cái function đấy, của cái program đấy. Thì khi bạn mà vấn đề cái hay của nó cũng cũng là bạn phải specify tất cả các accounts mà bạn sẽ dùng đúng không? Chính vì việc specify account in advance đấy, trước trước khi mà mọi mọi thứ được được check qua execute ấy, trước khi mà cái instructions execute ấy, thì cái blockchain, cái runtime của Solana blockchain nó sẽ check tất cả các account này, họ nó sẽ guarantee là bạn có thể đọc tất tất một account, bạn có thể, tức là một account nhiều program sẽ đọc một account, nhưng mà chỉ có một program được viết vào một account thôi, và program đấy phải là owner của cái account đấy. Đấy là cái hay ở đấy. Program mình sẽ chia sẻ về phần sau, nhưng mà ở Solana là program own account, chứ không phải là thực sự là bạn own account đâu, mà là program own account đó. Tiếp theo là cái cuối cùng là data, mình có nói hiện bạn sẽ pass cái data mà cần thiết để process cái transaction đấy.
Thì qua về transaction rồi đúng không? Thì mình có chia sẻ về account đúng không? Thì mình vừa giải thích là Solana thì là account là owned by Pro Game, có mỗi là Pro Game có quyền được update, có thể quyền được viết, có quyền được sửa update mà mọi thứ với account đấy. Bạn không có quyền nữa. Bạn thực ra bạn cũng có quyền, bạn có quyền bạn là theo kiểu là bạn approve cái instruction đấy. Khi mà bạn ký cái transaction nào ấy thì bạn approve cho cái account account đó, làm tất cả mọi thứ thì dựa vào cái function mà bạn specify đấy trên cái account đấy. Thì tất cả các account trên Solas là own, khi mà được create ấy, nếu mà bạn không specify owner ấy, khi bạn create đúng không, thì bạn sẽ chỉ ra là owner của account đấy, có thể là program A, có thể là program B. Nếu mà bạn không chỉ ra là owner của account đấy thì cái account sẽ được automatically assign to cái một cái program native program của Solas, gọi là system program. Thì mỗi account thì có cũng có cái này field như là owner này, lamp post này, writable với các data data này. Data là sẽ được specify by the program đấy, thì cái data là có thể là bất cứ cái gì là cái program sẽ viết, có thể là account hoặc có thể là ví dụ như là token, token program thì cái data là sẽ là kiểu như là account này có những cái field này này. Với cả hoặc là cái stack full program thì cũng có một vài các cái loại data khác, thì đấy nó phụ thuộc vào cái program nào mà bạn bạn chỉ ra là own cái account đấy. Có một vài native program mà mình muốn muốn giới thiệu, mà trên trên Solana ấy thì có chúng ta có hai loại program chứ, là program là người dùng viết, ví dụ như DeFi này, mọi người viết này là deploy trên cái program đấy. Nhưng có một một số program khác được deploy khi mà validator create được ý, tức là những cái program này gọi là native program, là program để cần thiết cho validator hoặc để validator hoạt động ấy. Thì có system program này, thì system program mình có giới thiệu phía trước là để tạo account này, để allocate account data này, transfer lampo này, còn làm những nhiều thứ. Thì đây là ID của cái program đấy. Thì program này có một vài instruction giới thiệu sau. Thì program nữa là có stake program. Thì stake program là program để manage cái manage stake. Thì cũng như là system account, cái stack program là một vài functions như là create and manage account, stack accounts and reward for dedication to validator. Program nữa là vote program. Thì vote program này là vote, là vote và create vote account. Thì một validator sẽ có rất là nhiều account, ví dụ như validator có thể sẽ có vote account này để thực hiện cho nhiệm vụ voting này. Họ cũng có stake account này để manage cái stake của họ, gọi là staking ý. Còn system system program này thì cũng là để create account in general thôi, transfer, có thể giúp giúp một validator transfer lampo to other accounts. Thì có ba cái native program này, muốn chị ra sẽ có khoảng tầm năm năm sáu cái native program cơ, nhưng mà mình nghĩ là ba ba cái program này khá quan trọng. Mình muốn giới thiệu về muốn giới thiệu ba cái program này. Thì ví dụ như cái system system program nhé, system program có thể create account này. Thì bạn create account thì bạn sẽ chỉ ra là cái account nào, bạn sẽ provide một 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 cái list of account, xong bạn lại chỉ ra account nào thì phải là signer. Tức là khi mà bạn specify account là signer ấy, thì bạn khi khi mà người dùng gọi cái function create account này, thì người dùng phải phải sign cái transaction đấy, phải sign cái instruction đấy, thì mới cái account này, cái function này create account mới được execute. Đây, ví dụ như là cái program token program của Solana đây, thì cái function này là init
cái function của cái program, ví dụ là function initialize account đúng không? Bạn sẽ chỉ ra program ID này, rồi các bạn sẽ chỉ ra những cái account nào mà bạn sẽ cần dùng để thực hiện cái function đấy. Ví dụ như function create account này, đúng không? Bạn nhìn thấy đúng không? System instruction đây là cái function này thuộc cái system program. Còn function này là initialize account, function này thuộc cái SQL token program. Thì bạn sẽ chỉ ra là program nào và function nào mà bạn muốn gọi. Đó, ví dụ như đây nhá, create account nhá. Thì bạn sẽ chỉ ra những account mà bạn muốn cái function này cần để thực hiện. Thì cái runtime của cái blockchain họ sẽ xếp account này, họ sẽ make sure cái runtime của chính cái blockchain chính là người là validator, họ sẽ make sure là cái là xem một account thì chỉ có một program và owner program mới có được quyền viết và update cái account này thôi. Còn nếu mà đọc thì any program can read the account. Tiếp theo, một cái function tiếp theo của cái system program mà mình cũng muốn giới thiệu với nó cũng khá hay, là một cách có liên quan đến việc Solar Protect Program nhé. Tại vì khi bạn mình đã giới thiệu phía trước là khi bạn create system account đúng không? Nếu bạn không chỉ ra owner của account mà bạn created ý, thì nó default sẽ là cái system program. Và Solar allow bạn assign cái owner của cái program đấy, owner của cái account đấy later on, thì bạn chỉ có quyền assign account mà account này thuộc mà account này own bởi cái system program thôi. Với cả bạn chỉ có được phép assign một lần thôi. Khi bạn bạn assign một lần là bạn assign owner của cái account của bạn tới cả program khác, không phải là system program ấy, thì bạn chỉ có assign một lần thôi, và cái assign này chỉ thực hiện được một lần thôi. Với cả mà khi bạn assign một account tới một program nào đó, thì bạn nếu mà bạn có thể assign account của bạn đến bất kỳ program mà đúng không, thì bạn có thể ví như là pretend to be other ấy, thì bạn có thể update cái data của bạn bất cứ cái gì, chẳng hạn bạn muốn dùng cái bạn muốn cái account của bạn, bạn có thể update data nhé. Thông bởi khi mà account của bạn own với cái program này rồi, thì cái data của bạn có thể là corrupt cả cái program của họ ấy, cả cái program kia mà bạn khi mà bạn assign, thì Solana có cách để bảo vệ những cái program khác khi mà bạn assign đấy program đấy, là Solana sẽ zero out, tức là sẽ wipe out, sẽ xóa tất cả cái data của bạn mà bạn viết, là khi mà bạn assign thì mọi thứ sẽ bị zero out hết, mọi thứ sẽ trở về như con bạn trở về là con số 0 ấy, khi bạn assign với program khác ấy. Rồi thì mọi người hiểu transaction đúng không? Transaction này là set up instruction thôi. The instruction thì bạn chỉ ra program nào bạn muốn gọi này. Và program nào mà và account nào bạn muốn dùng, với cái data cần để thực hiện cái function đấy. Và program của bạn phải phải deploy này, nên nếu program chưa deploy thì bạn sẽ nhận error thôi. Thì slide này mình cái slide này mình sẽ giới thiệu về việc call program, nên mình cũng giới thiệu về trước rồi đúng không? Khi bạn là client, ví dụ đây là một cái ví dụ mình đang gọi stake pool program chẳng hạn, thì stake pool program có ID của cái stake pool đúng không? Bạn pool ví dụ bạn này, bạn có cái key pair của cái pool account này, ví dụ pool account này nhá, thì bạn muốn sử dụng, bạn muốn call một vài instruction của cái stake pool, như là initialize pool này, có thể là create validator stake này, bạn có thể add validator, cái transaction của bạn sẽ include tất cả các instruction này đi, rồi bạn viết xong cái transaction đấy nhá, thì bạn sẽ sign cái transaction đấy.
Khi bạn bạn sign xong xong rồi, tức là khi bạn approve cái stake pool program ấy, là cái pool game bạn gọi ấy, để thực hiện những cái function này này. Và stake bạn bạn có thể bạn để ý đúng không? Cái pool account này là own own bởi cái stake pool program đi. Nếu mà stake pool này không own own bởi không 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 own bởi cái không không được quyền sở hữu của cái là từ viết là quyền sở hữu của cái stake pool program ấy, thì cái stake pool program đấy sẽ không thể viết được luôn ấy, không thể viết, không thể làm gì, không thể thực hiện bất cứ cái instruction nào, không thể làm bất cứ cái gì, thì bạn sẽ nhận L, bạn sẽ nhận L mỗi khi mà bạn bạn làm bạn bạn create cái transaction đấy. Thì cái stake pool account này, bạn gọi cái stake pool account owner của stake pool account này là stake pool program, và bạn phải gọi cái function thuộc thuộc cái owner pool game của cái pool account đấy. Thì chỉ tại vì chỉ có owner pool game của cái stake pool mới được quyền viết thôi mà. Bây giờ bạn gọi pool game, bạn gọi instruction của pool game khác chẳng hạn, mà pool game đấy không phải là owner của cái pool account này, thì bạn sẽ không làm được cái gì cả. Thì bạn chỉ có quyền gọi những cái function của cái program owner của cái pool account này thôi. Thì bây giờ vấn vấn đề xảy ra, nếu mà clients là bạn vẫn có quyền cao nhất luôn, bạn là người approve cho cái transaction đúng không? Thì bạn có cái keypad mà. Nếu mà bạn muốn approve cái program mà program không phải owner của cái account đấy, thì bạn sẽ làm thế nào? Thì vẫn có trường hợp đấy xảy ra, thì Solana có cái gọi là coin between programs nhá. Thì nếu mà bạn gọi cái program mà program đấy không phải là owner của cái account mà bạn đang dùng ấy, thì cái program đấy có thể invoke, có thể gọi cái program kia. Và cái program đấy sẽ invoke cái program kia. Cái program này chỉ có quyền invoke, cái program này không có quyền làm gì khác, không có quyền làm gì khác cả, không quyền động đến cái account này cả, vì cái program mà bạn một program mà bạn gọi này không không phải là owner của cái account kia đúng không? Thì cái program đấy có quyền invoke owner program của cái account kia. Và invoke sẽ khi mà cái program này invoke thì program này sẽ phải specify cái instruction đó, cái instruction đi. Ví dụ khi bạn cái program này muốn invoke cái stack program thì invoke cái function này đi. Và cũng tương tự cái program mà invoke bạn, cái program này phải chỉ ra những account nào cần dùng để thực hiện cái function đấy. Và runtime sẽ guarantee là cái runtime thì blockchain và validator họ sẽ đảm bảo là cái program mà không phải owner của cái account đấy chỉ có quyền invoke thôi, chứ không được động chạm gì đến dữ liệu, không được thay đổi, không được động chạm gì đến dữ liệu hay là data của cái program mà của cái account mà program đấy không own cả. Thì cũng có một cái nữa hay là bạn có thể nhận thấy đúng không? Bạn phải có keypad để bạn approve cái transaction đấy. Và program này, program chỉ thay thế thay bạn để đại diện cho bạn để thực hiện cái để update function hoặc là update hoặc là làm bất cứ điều gì đấy là bạn chỉ ra thôi. Ví dụ bạn chỉ là bạn sẽ muốn initialize cái pool này, bạn muốn create validator stack này, thì program chỉ đại diện cho bạn để thực hiện những cái đấy thôi. Nhưng mà program bình là program chỉ có quyền được đại diện cho bạn nếu mà program là owner của cái account đấy của bạn thôi. Và bạn sẽ approve cái đấy dựa vào cái keypad của bạn, bạn sẽ sign cái đấy dựa vào keypad của bạn. Thì có Solana có một cái hay nữa là Solana cũng cũng cho phép program own account cơ. Tức là nhớ program có thể own account mà
chỉ có phụ em có quyền update thôi. Ví dụ như bạn 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 nhìn thấy cái hình này không, thì đây đây phụ em này, phụ em chỉ đại diện thôi, phụ em ở đây chỉ đại diện thôi. Thực ra bạn chính là người cho phép phụ em làm cái gì đấy, đúng không? Bạn dựa vào cái key của bạn, cái pair của bạn, đúng không? Thì Solana có cái khác gọi là phụ em private access, là cái mà allow phụ em own own account, tức là không phải đại diện, là phụ em là own account luôn, chứ không phải đại diện của bất kỳ account nào khác nữa. Thì để làm được cái đấy thì mình có nói là phụ em own account, đúng không? Thì để làm được cái đấy thì người ta thì họ cái lúc design họ phải đảm bảo là thì có mỗi program là có quyền write thôi, có quyền update thôi, chứ không có ai có thể làm cái đấy, có thể động đến account đấy ngoài cái program đấy. Thì để làm được cái đấy thì họ phải đảm bảo là account của cái program ấy, Solana gọi là program digital address, account của cái program ấy, thì không có một key pair nào exist để sai để mà map được với map được tới cái account này, đúng không? Thì bình thường thì chỗ này nó hơi phức tạp một tí nhá. Thì bình thường account, đúng không? Identity của một account chính là cái cặp key pair của bạn, giữ public key and private key, chính là cái identity của một account đấy. Đơn giản đúng không? Thì khi bạn tìm account thì bạn sẽ dựa vào cái public key, đúng không? Còn program direct access thì cũng là account luôn. Account của một program thì cũng là một account, nhưng mà họ phải đảm bảo là cái account này là không có một cái key pair nào exist mà có thể thể nói là nhỉ, vì ID của một account chính là cái public key, đúng không? Thì bây giờ để program có quyền viết, có quyền update, có mỗi program có quyền đấy thôi, thì phải họ làm sao mà program đấy, cái account đấy chính là có public key nhưng mà nó không có private key, tức là không có private key thì sẽ không ai có thể approve cái đấy cả. Thì không ai có thể approve cái đấy thì chỉ có mỗi program là owner của cái đấy thôi. Thì họ phải họ có cái mình cũng không đi sâu vào cái cách mà họ làm cái đấy thôi. Họ sẽ nó liên quan đến cái add to a file and copy, thì họ phải tìm cái point tìm cái điểm nào mà nó không phải nằm trên cái curve đấy, tức là nó không có cái private key luôn, thì họ phải make sure cái đấy, cái đấy là kiểu search, chứ không phải là nó cũng khá tốn nhiều thời gian nó search để đảm bảo mà không có private key của cái public key đấy. Public key chỉ là một string thôi. Thực ra là khi mà represent cái chấm string là họ phải check là cái string này không có private key, thì đấy là cái program address, mà cái program đấy mà cái address chính là account đấy chỉ được own bởi cái program đấy, mà chỉ có cái program có quyền update và write cái account đấy thôi, tức là không ai có private key để động đến cái account đấy chẳng hạn. Nhưng mà tại vì khi mà bạn có key thì bạn có thể sai, đúng không? Bạn có thể sai để chứng tỏ bạn là bạn approve cái đấy, đúng không? Thì program cũng phải làm được tương tự, program phải sai cái transaction mà transaction mà dùng cái account, cái program derived account đấy, program derived address đấy, nhưng mà không có private key thì làm thế nào mà sai được, đúng không? Thì họ có design một cái function là invoke sign. Thì cái function invoke sign, cái function invoke sign là cái thì sẽ là cái function để giúp cái program để sign cái transaction đấy. Thì nãy mình có nói invoke đúng không? Thì là khi mà invoke thì bạn khi mà bạn có client mà bạn có key pair rồi thì bạn chỉ cần invoke thôi. Nhưng mà khi mà bạn
dùng account mà là program device account ấy, chứ không phải là account bình thường ấy, thì bạn phải dùng invoke size để cái program này size cái transaction đấy. Và cái in và cái program device address thì Solana thì họ dùng cái function này là find program address, bạn cũng sẽ find phải tìm cái address mà nó không phải ở trên cái add to finite curve ấy. Đã. Thì bạn sẽ input cái program address đấy là program là cái seed xong xong random seed với cả program ID ấy, để cái program address đấy được associate với cả cái program là muốn ôn cái muốn ôn cái program device address này. Thì đây mình có một ví dụ việc dùng việc dùng account bình thường với cả program device address, thì họ gọi là program device address, mình hãy dùng nghĩa dùng từ account cho dễ hiểu. Ví dụ như là token swap program nhá, thì token swap cũng đơn giản đúng không? Chỉ là khi mà bạn muốn swap token A for token B chẳng hạn, ví dụ bạn có token A đúng không? Mà bạn muốn đổi token A thành token B chẳng hạn, thì bạn sẽ phải dựa vào token swap program, và bạn phải dựa vào cái swap pool của cái program đấy. Ví dụ program này có một cái swap pool đúng không? Trong trong cái swap pool này có một vài account này, có cả token A account này, là token B account này đúng không? Thì khi bạn swap thì bạn sẽ đơn giản là bạn gửi bạn bạn transfer token A của bạn đến cái token A account đúng không? Thì bạn phải chỉ có transfer to the same token type đúng không? Bạn transfer token A của bạn to token A trong cái pool này. Xong rồi cái pool này họ sẽ transfer lại cái token B từ token B account của bạn đến cái destination token B account mà bạn own. Giúp bạn own hai cái này. Token A account và token B account thì bạn có some token trong cái token A account này. Thì bạn sẽ transfer token đến token A account của cái swap pool này, và swap pool sẽ transfer lại amount tương tự, cái amount tương tự đây dựa vào lượng token A token B tiểu diễn như là red ấy. Trong cái swap pool đó thì bạn cái pool này sẽ chuyển token từ token B account đến cái destination token B account mà bạn có keypad đấy. Bạn có thể nhìn thấy đúng không? Bạn chính là người transfer đúng không? Thì bạn sẽ có cái key pair của cái token A account này, bạn cũng có key pair của cái token B account này. Nhưng mà token A và token B account mà trong cái swap pool này thì phải đảm bảo là chỉ có token swap pool game mới có quyền dịch chuyển tiền trong cái account A và account B này thôi. Thì hai cái này đấy, bạn own ấy thì là account bình thường có key pair thôi, bạn có key pair bạn own. Nhưng mà trong cái pool authority là quyền để mà transfer money, transfer token giữa các account, là transfer token token B từ cái pool này ra ngoài ấy. Thì quyền thế là của cái program này thôi, không ai có khác có quyền cả. Nếu mà ai khác có quyền thì vấn đề loss of fund rồi đúng không? Ai có cái key pair đấy thì vấn đề vấn đề loss of fund đúng không? Thì đấy là lý do tại sao token A account và token B account là program deep address, thì để cho cái program đấy là owner duy nhất của hai cái account này, không ai có thể động đến hai cái account này ngoài cái program đấy. Thì đấy là ví dụ mà mình muốn nêu ra là giữa phân biệt giữa việc account bình thường token với cả program deep address và cách sử dụng cái program deep address này. Thực ra trên trên mạng chắc thì cũng không có nhiều tutorial về việc viết cái viết 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 program trên Solana đâu, nhưng mà thực ra nó cũng khá đơn giản đấy. Có những trên trên mình chỉ nghĩ trên website của Solana có một vài ví dụ về việc viết ấy, thì nó cũng khá đơn giản, nó không không gì phức tạp cả. Cái khó khó chỗ là cái hiểu cái programming model của họ, cách mà bạn dùng ở cao, cách mà bạn dùng program deep address, cách mà bạn viết transaction, thì cái đấy là cái quan trọng. Mà cách mà bạn bạn dùng một cách hợp lý, ví dụ bạn dùng account bình thường không kết, nếu bạn dùng account thay thế program deep account chẳng hạn,
thì vẫn dẫn đến, có thể dẫn đến vấn đề loss of fund. Và khi bạn viết blog game, bạn phải make sure là make sure là cái read account ấy, read account không phải write account, bạn không có quyền write, thì tất nhiên là cái blockchain là sẽ output error rồi. Nhưng mà khi mà bạn input cái read account, và để make sure là owner của read account đấy, thì nó cũng thì bạn phải check những cái đấy, nó rất là quan trọng, không 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 thể vẫn dẫn đến loss of fund nên có rất nhiều vấn đề. Nhưng cái đấy thì cũng cũng có thể học thôi. Mình nghĩ là Solana thì cái vấn đề security thì của cái smart contract, của cái program thì họ họ đặt nặng đặt cái đấy. Mà bạn là người write cái program đấy, người write program thì người write program phải make sure là owner là check này, make sure là sử dụng cái program trên address là khi nào cần thiết này, sử dụng account khi nào cần thiết này, những cái đấy rất quan trọng để viết được một cái secure, để viết được một secure program on Solana. Đó thì mình có để một vài link về Solana tutorial hoặc là programming for Solana, hay cũng một vài ví dụ về Bash thì Solana program bạn có thể viết invest hoặc NC. Với cả về security thì mình có để cái blog post của mình viết về cái Solana program security. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Nếu mà có câu hỏi gì, có vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi mình, Cảm ơn Tuyết rất hoặc là là nhiều. Cảm ơn Tuyết đã chia sẻ rất là nhiều. Cái phần lập trình trên Solana này cũng cũng khá là khó so với trên các blockchain khác đó, đúng không phải không Tuyết? mà em nghĩ là khó hơn đấy. Với cả không không chỉ đơn giản là khó hơn Cái đáp mà bằng ít này hả? phải biết cách sử dụng ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thế vậy thì Tuyết Tuyết có thể tóm tắt những cái advantage của những cái lợi ích của cái program trên Solana so với những cái smart contract trên các nền thì tảng khác thì ra. mọi người có thể nhìn thấy đúng không, thì nó họ có cái kiểu họ cái có cái access control rất là mạnh ở đây, tức là program là own account, rõ program bình thường như là trên trên Ethereum đúng không, là có smart contract account này, có user account này, same như nhau đúng không. Đây là họ có layer hẳn hoi, họ có access control hẳn hoi đấy, account own, program own account đấy. Mà có các bạn native program đúng không, có những program mà cần để cho mục đích riêng, có program cho vote này, có program cho stake account này, cho để quản lý stake này, thì họ có cái access control rất là hay, cũng như có program có nhiệm vụ riêng của program đấy, thì hay đấy. Và hơn nữa là mọi người biết cái vấn đề re-agency ở ở Ethereum đúng không, thì họ đi ra như program thì họ có limit cái number of calls đến program khác, thì họ có limit mọi thứ, họ limit khá khá là nhiều để đảm bảo cái security của cái smart contract. Thì đấy là cái hay ở đấy. Vậy thì những cái lợi ích như vậy thì nó có lợi ích, thứ nhất là asset control thì lợi ích về security đúng không Tuyết ha? Ngoài ra nó còn có những lợi ích nào khác về ứng dụng không Tuyết ha? Thì cái lợi ích thứ hai là em thấy là nó khá là program này, cái kiểu model này thì có thể tự viết bất cứ cái gì dựa vào đúng không? Thể bất cứ cái gì bạn có thể tạo một bất cứ cái function gì, để làm bất cứ cái gì với thì account bạn own, cái program này own chẳng hạn, thì nó có thể là kiểu nó general hơn, không chỉ dùng cho mỗi kiểu như là dùng không chỉ dùng một lần nữa, mà có thể dùng nhiều lần trên trên nhiều dữ liệu khác nhau. Ví dụ như đó là cái hình đầu tiên mà em có đúng không, thì không chỉ dùng cho một sign là không một user thôi, có rất ngàn user cùng gọi một cái function của một program đấy cùng một lúc, thì họ có thể tính toán song song ở đấy, tính toán song song lại ở chỗ đấy, thì họ phải thay đổi cả cái programming model để support cái việc là tính toán song song, thì đó là cái hay ở đấy.
thì họ không thể dùng cái Ừ. model của Ethereum được, thì cái việc đấy thì họ thì cái model đấy không không support cái việc chuyển giao song song, thì họ sẽ Không design cả cái này. Đấy cũng là cái hay đấy. sao Cái mà không hay ở đây em nghĩ là việc là responsibility của người developer ấy. Là người developer lúc cái program đấy thì bạn phải đảm bảo là bạn đảm bảo là em đã nói owner ấy, ownership rất là quan trọng. Bạn là người responsible for cái đấy, bạn phải biết là khi nào bạn dùng program account và bạn dùng program deep addresses. Nếu bạn không hiểu cái program model thì mà bạn biết program đấy thì sẽ dẫn đến vấn đề nhầm security thôi. đúng rồi Đó ừ. thì bạn phải làm ví dụ như là cái đây đúng không? Khi là cái data là bạn 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 viết luôn cái program để viết thì bạn phải make sure là cái data là in expected state, tức là data bình là solar program ấy thì là dùng cái data field này để record cái state của cái program đấy đúng không? Record cái để lưu cái dữ liệu của account này đúng không? Để lưu cái dữ liệu của account đấy thì bạn phải make sure là ví dụ như là cái state pool này, bạn có thể ví dụ như là manager của một cái state pool luôn, ví dụ là current at the moment đúng không? Tại thời điểm này là manager là bạn manager A, nhưng mà giả sử vài tháng sau, trong vài tháng sau là manager bị thay đổi đúng không, thì bạn phải đảm bảo khi bạn thay đổi manager bạn phải update mấy cái này, bạn phải check là manager có phải là current manager không, thì đấy là nhiệm vụ của cái của người developer developing cái program đấy. Thì đó là em nghĩ là cái khó khăn với cả thực ra cũng không có nhiều nhiều tài liệu về mà về programming model ấy, ngoài cái tài liệu trên website của họ ấy. Thì nghĩ là cần cần có nhiều Đọc nhiều hơn. báo doc về cái security. Thì đó lý do tại sao mà công ty em cũng đang em đang có đang viết một cái series về security của Solar Programs. Ồ, hay quá. Các bạn Ơi, bạn Hoàng xin muốn mời hỏi gì? Hoàng. Các Được, bạn có vâng, thể giơ cảm tay ơn. nhé, các bạn có thể giơ tay để mình mở mic nhé. Ừ. Cảm ơn tiến sĩ Tuyết, cảm ơn anh Thạnh. Em có câu hỏi là đến khi mà mình lập trình ra program nhé, thì cái program đấy mà nó stack nó forward nó không có quyền nó không có quyền trên một account khác và nó phải forward cái lệnh đấy cho một program sở hữu cái account đấy để thực hiện instruction đúng không? Thế thì làm sao để nó verify được là cái người forward cái program mà forward cái lệnh đấy là có quyền yêu cầu cái thằng program khác để sở hữu để thực hiện cái instruction đấy. Ví dụ như là mình tạo ra một cái malicious program đi chẳng hạn, xong mình forward cái lệnh là gửi tiền để gửi tiền lại cho mình, để cho thằng kia gửi tiền lại cho mình, thì làm sao để nó biết là người forward cái program đấy có quyền hay không? Thì mình có giải thích là nếu mà program thực ra là chỉ là đại diện của bạn thôi, khi mà program mà có quyền invoke cái program khác là khi mà bạn đã approve cái đấy, tức là Cho khi bạn sai sai dùng bạn bạn ký dùng cái chữ ký dùng cái private key của bạn ấy. Đó, thì đấy là khi là lúc mà người ta verify được cái program này có quyền invoke là dựa vào cái signature đấy. Nếu mà cái program này có signature của bạn ấy, valid signature chứng tỏ là bạn là người approve cái đấy rồi. Thì program này có quyền invoke cái program kia thôi. Chứ nếu không có signature gì thì bạn không không thể invoke một cái gì cả. Tức là trước khi mà invoke là cái account kia là đã phải ký signature cho cái Đúng rồi. program này để họ thực hiện rồi. Đúng rồi bạn. Ok. Thế thì khi mà một cái program làm ra thì ví dụ mình làm ra một cái game NFT chẳng hạn, thì là mình có một list các account đấy và mình muốn các account đấy nộp tiền cho mình, thì là cái account đấy họ sẽ phải thực hiện lệnh trước đúng không?
thực hiện lệnh là chuyển chuyển tiền cho mình chứ chứ kêu chứ cái chứ cái program của mình không thể nào mà tự động chuyển tiền được. Ok. Thế còn cái biến Lamport ở đây nghĩa là gì bạn? Lamport là cái là số lượng như là một xô được bằng bao nhiêu Lamport đấy. Mình cũng không nhớ nữa. Ví dụ như là trên Bitcoin là dùng Satoshi đúng không? Bitcoin là Satoshi là một coin là bằng bao nhiêu Satoshi đấy. Nó là đơn vị cơ bản của cái tiền token đúng này. Rồi cảm ơn Hoàng. Rất nhiều các bạn khác có câu hỏi có thể giơ tay nhé. Có một bạn muốn hỏi với Tuyết về là Tuyết nói là dùng Rust thì Tuyết có kinh nghiệm về lập trình Rust khá nhiều đúng không? Em thì em có kinh nghiệm về cũng có kinh nghiệm về Vasm ít thôi chứ không phải là khá nhiều. Nhưng mà theo có một bạn hỏi là theo tiến sĩ Tuyết thì Rust nhanh hơn so với Solidity vậy. Còn những cái điểm nào mạnh hơn không biết nhỉ? Điểm mạnh hơn ạ? Thực ra em không hiểu, không phải chuyên sâu về Rust ấy. Thì em nghĩ là Solidity có khá nhiều vấn đề về security như là vấn đề re-agency và fallback ấy. Đấy là mấy cái hack của Ethereum hầu như là vấn đề ngôn ngữ lập trình là Solidity thôi, em nghĩ là vậy. Còn Rust là họ nó không không có như vậy thì em nghĩ là cái ưu điểm về security nữa. Cảm ơn Tiết rất là nhiều. Bạn Apple có hỏi là tại sao Solana program thì dùng Berkeley Packet Filter? Tiết có tìm hiểu về cái đó không? BPF. Em nghĩ là cũng có người hỏi về cái này rồi ấy. Tại sao dùng cái này dùng BPF ấy? Em cũng thực sự không trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng, tại vì tại vì cũng có người hỏi về cái này ấy, thì họ chỉ team họ chỉ trả lời là cái này là tại vì nó nhanh hơn thôi chứ họ cũng không có lý do nào khác đấy. Một trong những cái option filter họ dùng thôi đúng không, bởi vì cái performance của cái đó tốt hơn đúng không? Bạn Khánh Hòa có hỏi là Solana có giới hạn data size trong instruction không? Nếu size của data lớn thì có ảnh hưởng đến transaction fee không? Có giới hạn đấy, như là không nhớ lắm, như 10 megabyte thì rất là ít ý. Okay. Như là ít. Cảm ơn Tiết. Các bạn có câu hỏi các bạn có thể mạnh dạn giơ tay nhé, mạnh dạn giơ tay để thảo luận với Tiết nhé. Bạn Trung Trần có hỏi là cho mình hỏi bên Ethereum thì account owes bởi program contract, còn bên Solana thì program owes account. Bạn có thể giải thích cho mình sự khác nhau được không? Sự khác nhau đơn giản đây là cái ownership rất là rõ ràng ấy. Thì là account owned by program đúng không? Mình thấy rất đơn giản, account owned by program đấy, và chỉ có một program đấy có quyền own cái quyền update với cả write cái account này thôi. Với lại bạn không thể change ownership của cái account đấy luôn. Bạn thì có thể change từ system account tới một account tới một program đấy, bạn không thể change nữa. Ok, cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Các bạn cũng có thể hỏi những câu hỏi tổng quan về Solana nhé, chứ không hẳn chỉ về lập trình nhé. Xin mời bạn Khánh Hòa. Em cũng có hỏi là ví dụ ở bên Solidity thì em có thể lưu được ví dụ lịch sử transaction của một user ấy. Em sẽ có một biến map từ address và map một cái history. Thì vậy bên Solana mình có cách gì để mình có thể lưu lại history của một account được không? Cách duy nhất là bạn chỉ có lưu lại state của account đấy thôi, chứ bạn không thể lưu lại history được, bởi vì Solana the program là stateless là bạn. Có nghĩa là mình lưu lại lịch sử qua các transaction đúng không? Lưu lại lịch, tức là bạn không thể lưu lại lịch sử của các transaction khác được.
các transaction mà động đến account, cái program này không aware được cái đấy mà mọi thứ là trên blockchain đúng không? Nhưng program chỉ aware được cái là current data của cái account này thôi. Như vậy thì một program có thể sở hữu được nhiều account không bạn? Nhiều account theo kiểu là thế nào bạn? Tức là có thể tức là mình có nhiều account, ví dụ mình có năm, tạo ra năm cái account nhưng mình viết một cái program start contract để sử dụng đồng thời cả năm cái đó một lúc. Có bạn, bạn sở hữu bao nhiêu account cũng được các bạn. Ừ, giống như tiếp vào đấy để có thể làm xong lập trình xong được đó đúng không? Đúng rồi. Ừ. Rồi, cảm ơn bạn Khánh Hòa rất nhiều. Xin mời bạn Apple, có thể mở mic nhé. Xin chào anh Thành với lại chị Tuyết. Thì em cũng có lập trình qua Solana, thì em thấy nó có một cái điểm hạn chế là ví dụ như mà program A mà anh invoke hoặc là invoke sai cái program B thì cái giá trị on the fly tính hiện tại cái đoạn code của program B nó sẽ không trả về trực tiếp cho program A, mà khi ta muốn lấy cái state đó thì ta phải lấy ở dưới apply và ta tạo lại JSON. Thì theo chị Tiết, cái đó có phải là cái điểm hạn chế mà muốn apply cái mô hình từ Solidity của Ethereum qua bên Solana em xin hết? Mình nghĩ là các hai mô hình khác nhau hoàn toàn ấy, mà không thể nó không compatible với cả mô hình Solidity thôi bạn. Thì mỗi cái mô hình nó có cái điểm khác nhau, cái có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thì dựa vào cái mục đích của bạn thì bạn thấy cần cái nào hơn thì em có cái suy nghĩ như thế này, tại sao mà Solana nó muốn tăng cái hiệu suất của nó lên rất là cao, thì em nghĩ đây cũng là một phần lý do. Thứ nhất là bên Ethereum á, thì mỗi lần mà ta muốn thực thi một cái function thì ta phải khai báo một cái lượng gas limit để ta chạy. Thì bên 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 Ethereum á, thì tốn bao nhiêu lượng gas thì cái người account đó sẽ phải tốn cái lượng ether tương ứng. Còn bên Solana thì nó sẽ có khoảng 200.000 cái unit trên một lần thực thi một cái JSON. Điều đó đồng nghĩa là nếu JSON đó mà ta có rất nhiều instruction mà ta chỉ có một cái chữ ký thôi thì ta tốn hiện tại là 5.000 lambda per signature, nhưng mà ta có thể thực thi rất nhiều instruction trong cái JSON đó. Thì đó là một cái ưu điểm. Nhưng mà cái nhược điểm là như em nói là program A nó gọi program B, mà program A muốn lấy giá trị tại thời điểm đang on the fly đó thì không được, thì nó mới bắt buộc là nó phải tạo một cái JSON khác để nó truy cập vô cái state của account đó để tiếp tục cái business bên phía client. Thì đó cũng là một cái hướng đi làm cho Solana phải tăng tốc cái hiệu suất rất là nhanh. Thì cái ưu điểm của Solana là cái số lượng tính toán không hạn chế, có nghĩa là ta chỉ cần tốn 5.000 lambda mà ta có thể thực thi là tạo account, initialize account, transfer lambda vân vân, nhưng mà ta chỉ tốn 5.000 đó thôi. Thì nhưng mà đổi lại là ta bị một số cái hạn chế do cái mô hình nó không có apply cái đó. Đúng thì rồi. Mô hình mình nghĩ mô hình cũng khá là hạn chế so với Ethereum ấy. Dạ em cảm ơn. Apple ơi, bạn có phải là bạn Vũ trong VBI Lab không nhỉ? Không, em là Terry, em cũng theo blockchain được 4-5 năm rồi. Như vậy là Apple chưa, không phải là trong VBI Lab đúng không? Dạ không ạ. Vậy thì qua đây mình cũng mời Apple tham gia team Solana trong VBI nhé. Dạ, em thì lúc trước cũng dạy có những cái khóa học blockchain thì em cũng dạy ở thành phố Hồ Chí Minh với lại Hà Nội rất là nhiều. Em dạy cách cũng 2 năm rồi. Vậy hay quá. Tí nữa Apple có thể kết nối với mình qua Facebook không? Dạ. Bạn kết friend với cả inbox của mình với nhé. Cảm ơn Apple rất là nhiều. Tiếp theo xin mời bạn Econ Group, có thể mở mic được không? Bạn Econ có câu hỏi ở đây nhưng mà bạn có thể mở mic ra để thảo luận trực tiếp được không nhỉ? Xin chào các bạn, mình muốn trao đổi một chút là để tăng cái bảo mật cho Solana thì các bạn có phương pháp nào để tăng độ an toàn không? Và đặc biệt là Solana thì có bảo hiểm, có mua bảo hiểm để bảo hiểm các sự cố xảy ra không? Ví dụ như là tấn công mạng hoặc gì đấy, hacker. Mình nghĩ là họ không có bảo hiểm gì đâu. Họ là
như là việc lock account hay hay là gì đấy đúng không? Ý bạn là như vậy đúng không? Ví dụ như hack chẳng hạn đấy. Thì cái đấy thì mình cũng chưa rõ là mấy cái đấy là việc bảo hiểm như là ý ý bạn là bảo hiểm như thế nào hay là kiểu như phân lại tiền đã bị hack hay là như thế nào? Ví dụ như mình bị mất một cái số tiền nào đấy chẳng hạn thì bảo hiểm mới đền bù cho mình một số tiền như thế nào đấy, bằng đấy hoặc là hơn. Mình nghĩ là họ chưa có cái đấy đâu ạ. Xin cảm ơn. Rồi, xin mời bạn Luân có thể mở mic nhé. Bạn Luân có câu hỏi đúng không? Các bạn có thể hỏi câu hỏi này về nói chung về lập trình, hoặc là có thể hỏi các câu hỏi chung về cái cơ chế hoạt động của Solana cũng được nhé. Lần trước rất là nhiều bạn có câu hỏi về Solana. Cho mình hỏi một chút là Ethereum thì đã có cơ chế để revert cái block mà ví dụ khi bị hack thì họ đã revert và họ đã chuyển sang một cái nhánh khác. Như vậy thì Solana có cái system program nào để chuyển sang một cái nhánh khác? Thì mình nghĩ blockchain nào cũng có cái kiểu hard fork đấy để tự vào super majority để reverse lại đúng không? Thì đấy cũng là biện pháp cuối cùng như vậy, cũng không ai muốn dùng hard fork cả. Rồi, xin mời anh Đinh Hùng có thể mở mic luôn không ạ? Mở mic giao lưu luôn thay vì hỏi trên chat đúng không ạ? Thế chị Tuyết có thể giúp so sánh về cái tốc độ giao dịch giữa Solana và Polkadot ấy. Tại vì hiện nay nghe nói thì Solana tốc độ giao dịch hơn Polkadot, nhưng thực tế thì về mặt thiết kế công nghệ thì nó có hơn không? Tại vì sau này thì bây giờ Polkadot nó chưa mainnet ấy. Chẳng hạn sang năm chẳng hạn, khi mà hệ thống giao dịch nó cũng mạnh cũng nhiều thì liệu rằng nó có gặp vấn đề như Solana không? Thực ra mình cũng không thể trả lời hoàn toàn hết câu hỏi này của bạn, thì mình cũng chưa tìm hiểu Polkadot, mình không biết về cái Polkadot họ dùng proof stake với cả cũng dùng BFT thôi. Còn ngoài cái đấy ra thì cả các hệ thống và architecture của Polkadot như thế nào thì mình không aware được cái đấy để so sánh cả. Thì nếu mà so sánh giữa cái POS với cả POS của Solana với cả POS của Polkadot thì mình nghĩ là Solana POS cũng khá là đơn giản ấy. Mình nghĩ là nó sẽ nhanh hơn. Chứ còn nó cũng phụ thuộc mỗi cái POS, mà còn phụ thuộc cái khác như là network của họ, họ transmit message thế nào này, có cách để improve cái đấy không, hay là các cái layer khác ngoài cái consensus layer nữa. Cách tính toán các thứ đúng không? Về vấn đề về khả năng chịu tải của hệ thống ấy, chẳng hạn như bây giờ thằng Solana bây giờ nó không phải là dạng multi chain, thế thì thằng Polkadot nó là multi chain đấy. Thế vì vậy thì nếu so sánh về tốc độ thì không dám, nhưng mà so sánh về khả năng chịu tải và lâu dài ấy, thì liệu rằng Solana có hướng phát triển gì đấy để nó giải quyết bài toán đấy không, hay là như nào? Polkadot thì mình Solana đúng rồi, Solana scale theo kiểu khác, mà Polkadot scale theo kiểu khác ấy, là theo kiểu multi chain ấy. Thì mình nghĩ multi chain nó cũng có vấn đề của họ sinh được cái chain ấy. Thì cái đấy cũng mình nghĩ cái đấy sẽ làm cái đấy là vấn đề quan trọng mà họ để giải quyết được cái đấy, là chứ introduce thêm nhiều chain khác nhau thì cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Hình như anh thấy đây có thầy Tuấn đúng không ạ? Em có thể mời thầy Tuấn mở mic để thảo luận. Thầy có câu hỏi nào dành cho bạn Tuyết không ạ? Thầy có quan tâm về asset control trên Solana không ạ? Chào mọi người. Giờ thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm về Solana nên là cũng chưa hỏi được gì.
Dạ. Cảm ơn Thạnh, cảm ơn Tuyết. Dạ. Thầy Tuấn mình gửi link cho thầy Tuấn hơi trễ nên là thầy Tuấn cũng lên hơi trễ. Dạ, xin lỗi, dạ em xin lỗi thầy. Dạ. Bạn Lân Dương có câu hỏi đúng không ạ? Bạn Lân Dương có câu hỏi có thể mở mic ra để hỏi nhé. Em phải có câu nào được không ạ? Xin mời bạn. Hiện tại thì ở bên Solana thì mọi cái mà phí lưu trữ thì nó đều bên account thì đều phải trả phí theo định kỳ hàng năm, hoặc là mình phải stake một lượng lần sol để mà cái free fee cho cái account ấy. Thì em thấy đấy có phải là vấn đề của Solana khi mà mình scale sau này không ạ? Chị lại đánh giá là sao về vấn đề đấy ạ? Thực sự thì cái việc đấy thì mình cũng không phải là against cái đấy lắm. Còn việc vấn đề scale sau này thì có thể là ảnh hưởng đến việc scale sau này của họ như vậy. Thì cái đấy là họ có thể improve cái đấy even further, nhưng mà current là họ đang improve, tập trung vào các hướng khác. Thì mình nghĩ là khi mà cái mạng của họ và mọi thứ ổn định, họ có thể improve những cái nhỏ nhặt đấy làm cho cái hệ thống scale nữa. Đúng rồi, bởi vì hiện Solana ví dụ một cái program mình mà lưu data trên account thì mình, nếu mà data này mà lớn cũng, ấy, thì mình đúng rồi mình phải trả phí đấy. Đúng rồi, mình phải trả phí lớn cho cái phí lưu trữ cái thông tin trong account này. Đúng rồi. Nếu mà account cũng nếu, cái lượng đúng các bạn. Đúng rồi, nếu program của mình có nhiều account thì cái giá phải trả cho cái program của mình cũng khá là lớn. Thì cái đấy cũng là cách để bạn họ cũng có cách có lẽ là hạn chế việc sử dụng tạo quá nhiều account, nó lý do họ có cái range ấy. Nhưng mà cái là mình không thích ở cái là họ có limit cái lượng mà bạn có thể giữ dữ liệu của bạn phải giữ. Mình nghĩ là để họ scale hơn, họ phải support cái việc dữ liệu đấy hơn nữa. Nhưng mà để support cái hơn nữa thì vay đây là cũng phải cần có máy mạnh hơn, mình nghĩ vậy. Cảm ơn ạ. Đúng rồi, mình có một câu hỏi dành cho Tuyết, đó là một trong những vấn đề về bản thân mình cũng như mọi người rất là quan tâm, đó là cái vấn đề về khi tập trung của Solana, đúng không? Thì theo mình được biết thì trong thời gian đầu thì họ cải thiện cái vấn đề khi tập trung thông qua tăng lượng số nốt, nhưng mà như chúng ta đã phân tích trong webinar lần trước thì sẽ còn rất nhiều những cái điểm. Thì theo Tuyết được biết, cái kế hoạch của Solana hoặc là dựa theo những phán đoán của Tuyết thì Tuyết có biết là theo Tuyết thì họ sẽ tăng cái độ khi tập trung theo thời gian hoặc giải quyết cái vấn đề đó bằng những cách nào? Thì cái việc khi tập trung thì em nghĩ là có cái việc centralize như có hai mặt, nghĩa là về việc lượng source distribute tới cộng đồng. Thì phần nhiều là distribute đấy tới các investor, đúng không? Thì em nghĩ là một phần centralize là từ cái đấy. Thứ hai là centralize ở cái architecture của họ ấy. Thì để phục vụ cái việc hai throughput, đúng không, thì họ cần cái việc centralize centralization đấy. Thì họ có cho, họ có allow bạn là validator, bạn có thể join validator, bạn có thể stake được, bạn không, người ta không cấm họ cho bạn join still permissionless, nhưng mà cái giống như POW thôi, đúng không, bạn có thể join mà để chance của bạn mà nhận được reward cao ấy, thì bạn phải join với các validator khác, đúng không, bạn phải join stake pool, đúng không, thì cũng là cái việc centralization, đúng không. Thì em nghĩ là cái việc đấy em nghĩ là acceptable thôi, tại vì POW thì stake pool thì cũng có một vài stake pool
rất là lớn, đấy cả Sifu tập trung ở China thì cũng có cách centralization ở đâu đó. Thì em mình hỏi chút là như vậy thì cái centralization của Solana có đang tạo ra một cái nút thắt cổ chai không? Tại vì là khi mà càng nhiều cái stakeholder tập trung vào một cái stake pool thì cái lệnh vào stake pool sẽ càng nhiều, thì cái queue của nó như hiện nay thì đang bị quá tải cái queue. Như vậy thì họ có cách nào để cải thiện bớt centralize để đỡ bị bớt cái thắt cổ chai đúng không? Mình nghĩ là họ chưa có cách nào cải thiện cái việc bớt centralize đâu. Họ vẫn đang là plan future plan, nhưng mà họ vẫn đang trong quá trình improve cái current code base của họ, là cái để giảm cái hiểu cái việc bị stuck như là cái việc outage lần trước ấy. Thì để họ vẫn đang trong quá trình đấy, tức là họ vẫn chưa đến giai đoạn này để giảm thiểu cái việc centralization đó. Như vậy là theo Tuyết là họ vẫn tập trung về tối ưu về cái performance hơn đúng không? Vâng, và hơn nữa thì em cũng không rõ đó là thì công ty của họ đúng không? Họ mục tiêu của họ là decentralize tất cả hay là như nào? Hay là somewhat centralized đúng không? Thì em thấy có cái này hay để em share. Em nghĩ là họ có một mức nó là họ đang ở họ mục tiêu của họ em họ cũng đang ở mức này, mà cũng mục tiêu của họ là họ ở cái mức là không phải là quá decentralized, cũng không phải là quá không phải quá secure. Tại vì để đạt được high performance thì phải có trade-off security với cả centralization đúng không? Thì công ty em thì có làm report cho họ về cứ là từ năm 2019 mà. Em thấy cái hình này rất là hay. Mà địa chỉ đây là public report mà có thể lên và xem. Em thấy có cái hình trong cái report này có discuss về cái trilemma, cái vấn đề security versus centralization versus performance. Thì có rank cái security với cả performance của họ ấy. Em thấy có hình này rất là, đây là mục tiêu của Solana ấy. Thì cái đoạn này là đoạn discuss về cái đấy. Mình nhìn thấy là ví dụ như cái hình này thì thấy là họ không phải quá thiên về scalability này, không quá thiên về security, không quá thiên về cái decentralization này, là họ muốn tập trung vào cái điểm mà sweet spot này. Em nghĩ vậy, thì là cân bằng giữa tất cả mọi thứ, đấy là goal của họ là như vậy. Kiểu như là good trade-off đúng không? Họ cũng đang design và họ cũng design như vậy đấy. Cái điểm họ hướng tới là cái good trade-off thôi, chứ không hẳn là quá về decentralized đúng không? Rồi, cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Xin mời bạn Trí Trần Hồng. Em chào anh Thạnh, em chào chị Dương và mọi người đang tham gia Zoom. Thì em hiện đang có câu hỏi là Innovation Archivers ạ. Thì nếu mà nó được triển khai thì nó sẽ có đóng góp gì cho việc giảm tải sự tập trung của Solana không ạ? Và thì tới thời điểm hiện tại hình như họ vẫn chưa triển khai cái đấy đâu, đúng không? Thì vâng, nếu mà triển khai thì nó giúp với cái việc mà lưu trữ dữ liệu ấy. Thì vâng, hiện tại thì validator phải lưu trữ khá nhiều, như vậy là mà cái tốc độ tăng nó rất là nhanh,
phải 100 GB thì cái đấy là đang require file rất là cao ấy, thì chỉ được cái việc triển khai của Archiver sẽ giúp giảm thiểu cái lượng dữ liệu phải lưu trữ đấy, dẫn đến cái việc mà nhiều file có thể join hơn thì cũng help với cái việc decentralization này. Trong cái Archiver sẽ có một cơ chế đồng thuận nữa là proof of replication, thì em vẫn chưa hiểu rõ về cái đấy lắm, thì chị có thể giải thích thêm cho em về cái cách hoạt động của nó đúng không ạ? Là cái proof of replication thì mình cũng chưa tìm hiểu, tại vì mình tại vì họ vẫn chưa deploy cái này, thì công ty mình đang manage cho họ những cái mà họ đã deploy rồi, với cả new changes to những cái mà họ đã deploy, họ đang phát triển ấy, thì họ vẫn chưa plan gì về cái proof of replication này cả, tại vì họ hình như có vấn đề security problem với cái proof of replication này, đúng không? Thì họ vẫn chưa họ vẫn để cái đấy này, họ vẫn chưa làm được cái đấy luôn. Cũng dự định thôi đúng không, chưa có bởi em vẫn thấy khá nhiều work need to be done. Thì ta lý do họ có beta version. Cái team research của họ có mạnh lắm đúng không Tuyết? Em thấy team của họ rất là mạnh. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị còn câu hỏi nào không? Dạ vâng, em chưa có câu hỏi nào thêm ạ. Xin mời bạn Nguyễn Đình Thắng. Thắng ơi, bạn có thể mở mic nhé. Mình thấy Thắng có câu hỏi nhắn trên đây, nhưng mà Thắng có thể mở mic để thảo luận luôn cho vui. Alo ạ. Chào Thắng. Dạ rồi, em chào anh Thành với chị Tuyết ạ. Thì bên Solana lúc mà em đọc á, em thấy cái hệ đường cong nó xài có khác. Nó là nó xài hệ ED25519. Thì cái này nó có đem lại lợi ích gì nhiều cho Solana không chị? So với Elliptic đúng không? Ý bạn. Dạ. Yeah. Đấy là một loại curve của elliptic curve, có nhiều loại curve lắm, có loại S259 đây là các bạn đang nói đấy, có loại loại mà Bitcoin đang dùng với tên là SECP256K1 này đấy. Thì cái S259 thì đấy là ưu điểm là đó là deterministic signing, tức là bạn không thể grind on different signatures, thì đấy là cái ưu điểm ở đấy, tức là same transaction, same message, bạn sẽ có same signature, thì bạn không thể bạn tại vì POS có một cái attack ở POS là grinding attack, thì nếu bạn có thể nghe thấy cái attack này khá nổi tiếng ở POS, grinding attack, thì dùng cái S259 này thì hạn chế cái grinding attack đấy, thì cũng mình nghĩ cái ưu điểm đó. Cảm ơn rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta có thầy Tuấn khá là tìm hiểu khá là sâu về elliptic nữa. Thầy ơi, thầy có quan tâm đến ED25519 không ạ? So với các cái elliptic curve của Bitcoin và Ethereum ạ? Có, mình cũng có tìm hiểu. Thì cái đấy là cái chuẩn nó cũng mới áp dụng thôi. Mới đó. Dạ. Từ 2005 chẳng hạn, hình như tầm đấy đó. Mới được nghiên cứu ra ấy. Rồi. Vậy là nó cũng có một số cái ưu điểm khác đúng không ạ? Giống như là Tuyết nói đúng không thầy? Đúng rồi, thì nó cũng có một số cái ưu điểm ở hơn so với lại ECDSA. Cái proof có cái performance cũng hơn đó, tại vì cái curve đấy việc multiplication nó nhanh hơn. Tại vì đấy gọi là cái gì nhỉ? Có cái technique để tính multiplication rất là nhanh ở ladder. Tôi không nhớ tên là gì. Steps tên là như vậy. Rồi, cảm ơn. Thì nó cũng giống như là bên Bitcoin thì sắp tới chuyển sang Schnorr đấy, thay ECDSA. Yeah. Thì vẫn là cái bên đấy thì cũng vẫn là đường cong elliptic thôi,
nó cũng thay dần cái ECDSA. Dạ, yeah. Các version mới nó có những lợi ích hơn. Dạ, yeah. Em cảm ơn thầy và Tuyết rất là nhiều. Thắng còn câu hỏi không Thắng? À dạ, em còn một câu nữa hơi ngoài lề một tí, đó là ở đối với Bitcoin á thì nó có cái vụ sinh khóa chị, thì khi mà em đọc về ED thì em thấy là bên nó đang gặp một số vấn đề về việc sinh khóa con public key từ public key của ED. Thì em không, cái đấy không support cho cái đấy bạn. Không support từ public key đâu, chỉ support từ private key thôi, tại vì nó liên quan đến cách mà public key được tạo ra từ private key. Thì đó, bạn chỉ có thể tạo private key con từ private key bố mẹ, parent thôi, chứ bạn không thể tạo từ từ public key của parent được bạn ạ. Thì cái Bitcoin thì support được cái đấy, nhưng mà cái S2Fund này thì nó không support cái đấy. Dạ rồi ạ, em cảm ơn chị. Rồi, xin mời bạn Quốc Dương. Bạn Quốc Dương có thể mở mic nhé. Dạ dạ, tại câu hỏi của em chắc có lẽ trùng với cái câu hỏi của Chí Hồng ấy. Là tại em thấy, em đọc thấy thì Solana nó tiêu thụ khá là lớn, cái dung lượng 4 petabyte mỗi năm. Thì là ngoài ngoài cơ chế Archiver thì Solana có cơ chế nào nữa để cải thiện việc này không chị? Tới thì điểm hiện tại mình nghĩ họ không có cơ chế nào khác để cái đấy đâu. Rồi. Dạ. Tại em thấy Solana nó có cơ chế đồng thuận Tower Washington Tolerance chị, thì ý là chị có thể chia sẻ về nó được điểm cải thiện thì... cái đấy là cải thiện về là cái consensus của họ, thì cái tour và BFT thì cũng có nghĩ khá đơn giản. Thì mình buổi trước mình có chia sẻ với họ thì cái vote đi, thì vote cũng bình thường là bạn sẽ validator sẽ nhận được chef này, rồi sẽ reconstruct cái entries này, rồi sẽ apply được cái bank của họ này, bắt đầu vote này. Thì vote thì cũng là vote qua cái voting program mà mình giới thiệu nãy, thì đấy cũng là voting program tạo transactions đấy. Tạo transactions thì cái next leader sẽ process cái voting transaction đấy với cả transaction từ user. Thì nếu mà cái họ sẽ check xem nếu cái transaction đấy là voting transaction thì họ sẽ lưu lại và họ sẽ check, họ sẽ check cái vote này có thể là valid hay không ý. Valid thì họ sẽ họ cái check rồi lưu lại lượng stake ý, lượng stake của cái người voter này. Thì đến một mức cái ngưỡng nào đấy thì cái block đấy sẽ được confirm qua cái threshold đấy rồi, thì là confirm. Thì đơn giản nó càng bạn cái trên cái blockchain nó càng move thì cái vote nó cái khả năng confirm rất là cao ấy, thì càng move thì cuối cùng thì mua thì cuối cùng những cái buy đây là, nếu mà buy đây là không process được cái vote này thì next buy là sẽ process cái vote đấy. Thì nó như là càng mua thì cái khả năng cái vote này được process càng cao hơn, thì dẫn đến cái việc top cũng càng confirm nhanh hơn, thì cũng khả năng đơn giản như vậy thôi. Rồi, cảm ơn Dương rất là nhiều. Chúng ta có một câu hỏi thảo luận cuối trước khi chúng ta có thể kết thúc chương trình hôm nay nhé, đúng không ạ? Nhân tiện có cái hình về blockchain dilemma của Tiết có thể mở lại được không Tiết nhỉ, cái hình trên web vừa rồi về blockchain dilemma ở đây thì nhân tiện có thầy có Tiết và mọi người ở đây thì mình có thể brainstorm ra ý kiến của mọi người. Thì dựa trên cái hình này thì theo thầy Tiết và mọi người thì một cái blockchain ở vị trí như trade-off như thế nào thì gọi là một blockchain tốt ạ? Tất nhiên là nó sẽ tùy theo vào những cái mục đích sử dụng ứng dụng khác nhau,
Nhưng mà theo mọi người thì cho thì một em nghĩ public là cũng blockchain. Thuộc về cái ứng dụng của blockchain. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình đang nói về trường hợp, ví dụ nếu mà trường hợp đây là một public blockchain thì theo mọi người thì đâu sẽ là có thể là một cái điểm trade-off tốt? Ý kiến cá nhân thôi, ý kiến cá nhân của public trade-off. Em luôn nghĩ là security là quan trọng nhất. Ok. Thì không, em nghĩ không nên chơi off security. Như vậy là nó sẽ phải ở điểm đâu đó ở góc phía bên trái bottom left đúng không? Như vậy. Ok. Theo ý kiến cá nhân, tại vì như hiện tại thì có thể là secure moment hiện tại nhưng mà không biết là tương lai thì thế nào. Nếu mà không còn security nữa thì không còn luôn. Không còn luôn cả. Thì đấy là ý kiến cá nhân của em, nhưng mà còn cái việc thì cái security nó không liên quan đến cái việc mà cái blockchain đấy có được mọi người ưa chuộng với cả được ứng dụng rộng rãi hay không. Đúng rồi. Thì đó. Mà nếu mà blockchain nào mà rất là secure chẳng hạn ấy, nhưng mà chả ai dùng ấy thì cũng chả để làm gì. Đúng rồi, đúng rồi. Nó phải dung hòa được các yếu tố đúng không? Với các cái ứng dụng, vâng. Cái adoption của nó. Cảm ơn ý kiến của Tuyết rất nhiều. Nếu mà em trong có thể... kiểu như là private blockchain, kiểu như trong cái private group nào đấy mà kiểu cho mục đích mà cần security quan trọng thì mà không cần đến rất nhiều người dùng mà ứng dụng rộng rãi thì em nghĩ dùng security quan trọng nhất. Đúng rồi. Cái mức độ, cái decentralization nó cũng tùy theo mức độ, tùy theo cái nhóm đối tượng mình sử dụng đúng không? Dạ. Em có thể xin hỏi ý kiến cá nhân của thầy Tuấn được không ạ? Các bạn khác có ý kiến có thể giơ tay để chia sẻ cái ý kiến cá nhân của các bạn về vấn đề này nhé. Theo mình thì số 1 thì vẫn là security, số 2 là scalability, số 3 mới lại là decentralization, bởi vì nếu mà nó đã security rồi thì cái yếu tố mà phi tập trung nó cũng không phải là quá quan trọng, phi tập trung cũng để tăng cái tính an toàn thôi. Yeah. Phi tập trung 100% cũng chưa hẳn phải là tốt thầy đúng không thầy? Dạ, nó tùy theo cái mức độ, bởi vì cái niềm tin nó cũng là theo cái một cái mức độ chứ không phải yêu cầu là tin hoàn toàn được đúng không ạ? Nếu mà mình đã đảm bảo được vấn đề security rồi, thì cái phi tập trung nó cũng thì mình nói rồi, phi tập trung thì cái mục tiêu của nó cũng là để tăng cái security. Nếu mà bây giờ security đã ổn rồi thì cái vai trò của nó sẽ thấp hơn. Dạ. Em cũng nghĩ như vậy, như vậy là cái điểm mà thầy chọn thực tế là trong thực tế là rất nhiều blockchain là cũng hy sinh cái đấy. Hy sinh cái phi tập trung này, như là Binance này, rồi một số cái sai nữa cũng vậy, là họ sẵn sàng hy sinh yếu tố phi tập trung. Solana cũng là một ví dụ đúng không ạ? Solana cũng là một cái ví dụ. Đúng rồi. Dạ, em cảm ơn thầy. Các bạn khác có muốn trao đổi ý kiến ạ? Chẳng hạn anh Đặng Anh Dũng đúng không ạ? Anh Đặng Anh Dũng có ý kiến không ạ? Anh Đặng Anh Dũng comment này, có thể mở mic lên để chia sẻ ý kiến của cá nhân của mình được không ạ? Anh Đặng Anh Dũng có thể mở mic không ạ? À, xin mời anh Hùng. Xin mời anh Đinh Hùng. Anh Đinh Hùng có thể mở mic ạ? Đó. Cho mình hỏi một tí nhé. Mình thì không phải dân công nghệ. Nhưng mà tại sao cứ phải là tam giác này nhỉ? Tại vì nhiều khi là nó vẫn thể hình khác được chứ. Tại sao cứ phải hy sinh cái này được cái kia nhỉ? Tại sao không có cái phương án nào mà giải quyết được thấu đáo nhỉ? Liệu đây có phải là điều chắc chắn định lý hay gì đấy không? Là bắt buộc nó buộc phải tam giác này không? Xin mời Tuyết. Có đấy, có cái này có liên quan đến cái CAP theorem về distributed system ấy. Thì em nghĩ là em cũng qua những cái việc mà nhiều các blockchain khác nhau ấy, design khác nhau ấy, cũng có thể phân tích, mình có thể nhận thấy là hầu như là
để được cái scalability thì họ phải giảm thiểu mấy cái này. Nhưng mà mình hiểu là liệu đây có phải là bao biện cho cái vấn đề coi như là phi tập trung không? Tại vì hiện nay là nhiều mạng ra bảo là họ vì lý do đấy họ buộc phải là coi là không phi tập trung, mà nếu mà như thế vậy thì còn gì ý nghĩa của coi như blockchain nữa? Tại vì scalability thì mình nghĩ là cái đấy là về lâu dài từ trước đây người ta vẫn làm rồi, và ai từ xưa rồi đúng không? Bây giờ nó chỉ là vấn đề là cái đấy gắn với cái thằng phi tập trung, mà blockchain thực sự nó phải giá trị là phải phi tập trung. Thì bây giờ chỉ thêm cái yếu tố phi tập trung vào thôi, nó phải giải quyết bài toán đấy được. Chứ còn nếu mà bây giờ cứ bảo là tôi lo về security rồi, phi tập trung tôi không cần, thì mình nghĩ là nói thật mà nói nhá, mình không biết là anh em kỹ thuật như nào, nhưng mình nói thật, nếu thấy ném bỏ blockchain đi. Mình nói em thật. Nghĩ là cái đấy cũng, ví dụ như lúc mà Nakamoto viết cái white paper đấy thì có expect được việc mining pool đâu. Thì mining pool là một ví dụ của việc centralization đó, thì em nghĩ là cái mọi người vẫn accept cái việc tập trung, nhưng mà việc tập trung ở mức nào là acceptable thì đối với từng blockchain thì họ thì có cái centralization mức độ khác nhau. Nếu mức độ nào mà centralize về một vài cá thể thì em nghĩ nó sẽ không tồn tại được, nhưng mà centralize mức độ vài trăm vài layer thì em nghĩ là cũng ok, không cần nhất thiết phải centralize đến cả like millions of validators. Nhưng mà mình nghĩ đây là vấn đề innovation đấy, tức là làm sao để giải quyết được vấn đề này là quan trọng. Tại vì là cứ nói là không đáng kể, nhưng mà nói thật thì bây giờ toàn nhà cái để điều khiển đúng không? Thì vấn đề nhà cái điều khiển thì khác gì centralized. Nói chung là nó phải đạt được yếu tố là phi tập trung đúng không? Bây giờ anh em làm kỹ thuật ở đây, anh em toàn nghiên cứu đúng không? Thì bây giờ mình nghĩ đây là vấn đề. Cố gắng không nên đưa cái tam giác này vào giống như là một cái, giống như một định lý hay là một cái gì đấy để cho anh em bị bó vào trong cái khung đấy. Ví dụ cái hình tam giác này nó trở thành cái hình không phải hình phẳng đi, đúng không? Nó phải trở thành hình 3 chiều chẳng hạn, hay 4 chiều, đúng không? Hay mấy chiều đấy, biết đâu đấy. Nhiều bài toán giải từ hình phẳng thành hình 3 chiều là giải được mà. Hello. Ok, em xin chào anh Thành, chị Bích Dương, thầy Tuấn và anh em ạ. Em là em Tuệ đây, không phải là anh đặng anh Dũng ạ. Lúc này em có tí việc em chạy ra ngoài á. Em xin chia sẻ cái góc nhìn của em chút xíu ha, về cái việc mà security hay là những cái ba cái yếu tố này ấy, thì tập nhất thì em thấy là rất là phù hợp, bởi vì là như nào, bởi vì các yếu tố này nó có sự mâu thuẫn với nhau, có nghĩa là mà khi mà anh cái việc mà anh tăng cái security quá thì những cái việc mở rộng của nó thì sẽ bị hạn chế bởi những cái trung tâm mà để đạt được cái security này, hoặc là decentralization này cũng vậy, thì tất cả mọi việc nó đều vận hành theo cái dạng gọi là tương đối thôi. Hoặc là nếu ví dụ như có những cái blockchain dành cho việc mục tiêu gì đó riêng thì họ mới thực sự là viết theo cái thiên về security, hoặc là thiên về decentralized, hoặc là thiên về cái scale. Theo ý kiến của em là vậy. Yeah. Rồi, cảm ơn anh Tuệ rất là nhiều nhất. Đây là một bài gọi là bài toán toán khó đấy à, anh Hùng ạ. Ngoài toán khó trong cái vấn đề đấy, là vấn đề là mọi người đang tìm cách để kiểu như là để giải quyết ấy. Cái thứ hai là cái vấn đề decentralization thì không phải là khi blockchain sinh ra thì nó là decentralized ngay. Mọi người hay thường dùng cái từ decentralized và centralized, nhưng mà thực ra nó không phải là cái từ tuyệt đối như vậy, đúng không ạ? Nó là một yếu tố tương đối đấy, có cái mức level khác nhau, chẳng hạn chúng ta chia ra 100 level đúng không ạ? Thì nó sẽ là cái mức, mỗi cái blockchain nó sẽ thuộc cái mức độ level nào đó đúng không ạ? Chứ hiện tại chúng ta không có blockchain nào mà có thể đạt cái level là 100 đúng không ạ? Kiểu như vậy. Thành ra là nhiều khi nó là mình có thể cho điểm đó là 80 đi chẳng hạn, không phải blockchain khác có thể là 70-60, và cái level của decentralization thì nó thay đổi theo thời gian, chứ không phải đó là một cái điểm đến ngay khi mà xây dựng blockchain, bởi vì khi xây dựng lúc nào chúng ta cũng là bắt đầu từ centralized hết đúng không ạ? Thành ra cái quan trọng là cái quá trình phát triển của blockchain đó, họ có decentralized dần theo thời gian hay không, đó là một cái yếu tố rất là đáng quan tâm đúng không ạ? Dạ rồi, xin cảm ơn thầy Tuấn, xin cảm ơn Tuyết rất là nhiều về bài chia sẻ ngày hôm nay.
và cảm ơn tất cả mọi người về cái chia sẻ suy nghĩ của mọi người về vấn đề rất là thú vị, đúng không ạ? Không trễ rồi nên là xin phép mà thầy xin phép tiếp và chúng ta có thể tạm dừng webinar ngày hôm nay và chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận trong những webinar sau. Tuần sau thì chúng ta sẽ có những cái chia sẻ về những cái case study về ứng dụng blockchain thực tế ở châu Âu từ tập đoàn Siemens, do một cái thành viên của VVI đang hiện tại đang làm cho tập đoàn Siemens ở châu Âu. Chúng ta sẽ chia sẻ những cái case về blockchain khá là thực tế và những cái case có thể là rất là khác so với những cái ứng dụng blockchain mà mọi người hiện tại đang biết, đúng không ạ? Nên là rất vui để gặp mọi người trong webinar tuần tới của trên VVI. Cảm ơn Tuyết rất là nhiều nhé. Dạ, cảm ơn thầy Tuấn hôm nay đã dành thời gian để tham dự cùng với chúng em ạ. Rồi, cảm ơn Thạnh, cảm ơn Tuyết và cảm ơn mọi người. Dạ, chúc thầy và chúc toàn thể mọi người ngủ ngon ạ. Dạ, xin chào cả nhà. Tuyết thì chưa ngủ rồi, Tuyết giờ bây giờ mới dậy, đúng không? Rồi. Cảm ơn cả nhà nhé. Dạ, chào anh Hùng. Dạ.